mà chua ní cả hòm mà chua ní cả mai mà chua ní bà riêng bài bập hay hay chẳng tới để dương mơ pi chồng ngái khơi đam ní cả lem công cho lắm thà kê liệp bó nó bông bốn mình men liệp bó thế cứ chia sầm rõ đam chơ bia mau bị thoa mà chia tay mà đòn khi nhóm thơ lọp mơ ai cả xa bó thế vừa xa át lăng bó nó đất cho ba tay mà đòn sạch bảo viêm dây tơ tha sạch mơ tơ cứ lăng đốt ân tử nu chẳng nè đốt mà đam nè mơ pi chẳng ngái á tam bứt mà đam nè tơ tơ thôm á bông bông cà bảo viêm miên không miên ấy mau kẹp lồng on hay cà chia cả trông chè cà lẹ cả nạ tha chân máu đốt cà cà cha dương đai nè bà crop hay đập pi về chập đam rít nè việc bài cả bà bài nè nè bông bông khơi nhé sầm rập nè đại thọp squat đam nâng pi muôn máu nợ bồ đất tiền nợ ấy chẳng phải chạy chuyên thả lấy nít có khơi miên vọt tầm miên nơi không sọc mai dương đai hay mùi bên tiếp bông bông để bán đằng bật thèm chia ăn tiếp bông bông chui bật thèm chia chấm này đằng máu đầm bay chỉ cà chạy lấy thả đam nâng kỳ giờ thừa ấy chẳng tới việc miên chung mũi sầm bông nợ bật tiền nà chẳng tới bông bông ai chui bật comment bật thèm tai còn tha đam nít cứ bật chìm miên sầm rập sọc sạt ôi sạt nè bông bông nọ kia nè bò lằng đôi ân tử nu men khi nhóm thlop tại khơi tu sơn nào ở đây cái chọc sai này sọc kế à lấy khi nhóm ban mà khơi đam này là không sọc mai dương hơi bông bông nọc nè mưa đam với tơ sạt mong ấy và này tha miên po bài tong miên po bài cả hôm po riêng cả mai cả lem cả lem cả lem cả lem mưa tơ đôi ân tử nu chẳng á chẳng bàn kia hai thật đam chưa ân tử nu được gọi đam bằng pal po sạt bông bông nọc nè cả lấy mà plate bông bông anh cứ thà đôi đam akasha đôi đam preng chol chẳng á tại tam bứt nim men đam akasha được gọi preng Charlie kì hai thạt đam bẩm bẩm bò rồi cậu bò ôn khai hai thạt đam ân tần nu xa tay mà đón đói xa tay dương mưa tơi sầm rót này đam ní cứ viêm miên bò chầm rót nia cả lem hai ní ắt toàn ắt thôm mấy nào bò ôn bà viêm thôm mền tên anh nâng cứ căn tại xa dương mưa mau lẹ còn nãy tha xa mong đôi nơi sọc kia khi chúng thua khơi đam nâng thôm thôm này pân pân này mà ao ấy á bò viêm nâng cứ đắt chúng bài đại dương mưa tơi cứ lẹ còn nãy tha đôi thô cao đôi ấy để mơ tơ miên lương của hôm miên ấy chẳng á đôi mà đam đi đại riêng thùng tích pan pleur nước bông ôn mưa mắc hơi sạt này đôi mà chua này tớ bài toàn chẳng từ mà chua ní cả hôm mà chua ní cả mai mà chua ní bà riêng bài bập hay hay chẳng từ để dương mơ pi chồng ngái hơi đam ní cả lem công cho lắm thà kê liệp bó nó bông bốn mình men liệp bó thế cứ chia sầm rõ đam chơ bia mau bị thoa mà chia tay mà đòn chắc sẽ nhà lớp bông ôn mà mơ cả lại này anh ấy đam riêng tội tích nhưng mà tới bia chân mau cả lem hơi sực bảo vía đôi bàn phải chạy chun tha sờ điên sực akasha bộ bồn mưa mà plet anh tha chở lắm hay cà vía cứ cả trông so bay sku hay miên khumum miên ấy mà kẹp lồng on đây ta hay trui bảo vía này mà mưa tới đôi trui là nghiêng đại dương hộp lụa chẳng này mà đôi trui là nghiêng phần tay đập pet đam bảo vía cả lem chân mỏ này chạy sài đôi bộ bồn khơi nhé này bà mưa cứ đam bảo vía po papil hay bà sân chơi dương mưa pi chầm ngay máu tha ân tử nu chỉ khnì ta mà đó chứ đang đam nơi cái lái nick chúng chưa chạy tha sầm rập bom ôn từng ốc nia nơi Campuchia chia dưới hai chia mình đài bàn khơi đam nâng toàn phần này thì đại sa tại đam nick viêm mền chỉ đam chư nơi không sọc dương thế cứ chia bập hết pu chư nơi bò đập tê bàn tay khi mình đang tham miên nơi bập tê na khá na bom ôn ốc nia còn tại thlop bà mơ tu sơn nào ở đây mơ cá chộp sai bò đập miên tẹt tương từ nâng bật ở chư bầm pal pò nâng khơi cái bật thốt máu sạch á, bàn tay tơ tay, bật tay khơi đam chơi đi, nơi không sọc mai bỏ dường, nè đôi bông bông khơi nhé, việc cả lem sạch mình thế, hay nếu việc chia bật hết chơi thùng, bằng giấy tới việc mình chia chơi tôi thế, đam bỏ việc ai nâng bật thùng rồi hốt đòn mà ao pi chân tới, tay còn là nhóm cô mình đang thà chơi đi kỳ giật từ prapra này ở vậy class chỉ cương sừng hà rơm rưng cùng mạnh chân á, tay còn thà khơi sạch bỏ việc cứ sạch, ba cả lem mưa tới đôi po ăn tận nuôn chân, hay đọc bây viết chắc mình tên á, đôi bà chạy tha khi nhóm thơ lọp mưa ai kẻ xa bỏ tế viết sát á, lăng bò nó đất cho ba tay mà đoàn sạch bảo viêm dây tơ tha sạch mưa tơ cứ lăng đốt ân tử nu chẳng nè đốt mà đam nè mưa pi chẳng ngái á, tam bứt mà đam nè tơ tơ thôm á nè bông bông, ở toàn bình vây lẹ khả nạ tha chia chơ môi đài rưng mòm nè láo ý thế hơi nè khơi mà cha resort phung đồng nạ đồng rấy gọt đam ban tràn đám bà mưa tơ lọc bạc bà hai chia chô trong hà học sập đam đàm đắng bông bông phủ quạt đam pi chúa ôm sang khang sạch bỏ quạt nâng hai miếng đam khắc co nơi tôi bà tư pân này đam khắc co thôn mà đi riêng thâu trên kia nè đó trăng phần lư bẹt tết máu bông bông khơi nhé mưa pi chùm ngay trăng phần lư máu sa tầm mà đòn hai nít nơi tôi đưa ba về chạy tha tùm rom tầm mà áo đam nâng còn lên còn lơ mưa tư phẩm pal po sa đây sa mình tên
ដើមនឹងតំណងដូចគេដាំយកសម្រោះផងអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាព្រោះថាវាស្រដៀងទៅនឹងដើមអាកាសាប៉ុន្តែវាមានពណ៌កលែមកលើមស្អាតហើយមិនដឹងថាសាច់វាខាងក្នុងពេលធំទៅវាមិនខ្មិចទេតែក៏ដឹងថាមើលពណ៌ពីខាងក្រៅទៅគឺវាស្អាតប្លែកម្យ៉ាងអញ្ចឹងទៅដូចជាក់ស្ដែងបងប្អូនមើលមកអានេះទើបតែប៉ុនបាត់អកជើងទេប៉ុន្តែវាចាប់ដើមចេញពណ៌បដាបដាហើយហើយអានេះបាទដើមតូចដែរទេក៏ពណ៌ដូចគ្នាហើយក៏ពងតែពេញផ្កានេះបងប្អូនឃើញទេផ្ការបស់វាមានខ្មុំមានអីមកក្រេបលំអងហើយផ្កាជាកញ្ចុំកញ្ចុំចេះផ្កាលក្ខណៈថាចេញមកដូចផ្កាអាកាសាយើងដែរហ្នឹងបាទគ្របគ្របគ្របគ្របហើយដល់ពេលវាចាប់ដើមរិចនេះវាបែកស្កាស់បាទបែបនេះនេះបងប្អូនឃើញទេបែកសក្បោះតែម្ដងហើយផ្កាច្រើនណាតំណងដើមនេះប្រហែលជាដាំបាទជាប្រភេទគ្រាប់ប៉ុន្តែវាអត់ទាន់មានគ្រាប់បងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលបានស្គាល់ដើមនេះច្បាស់ឬក៏បានស្គាល់ច្រើនអីជួយបាទខមមិនប្រាប់ផងថាដើមនឹងឈ្មោះវាពេញគេហៅថាដើមអីគេហើយវាច្រើនដុះនៅប្រទេសណាហើយដើមនឹងគេយកទៅធ្វើអីគេខ្លះបានជាបាទតែគេចូលចិត្តដើមនឹងដាំគ្រាន់តែជាលម្អឬក៏មិនអីបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនបានដឹងច្បាស់ទេតែគ្រាន់តែខ្ញុំបានដឹងថានៅបរទេសបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនសម្បូរដើមនឹងហើយគេដាំច្រើនឬក៏វាដុះនៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាយើងបាទខ្ញុំទើបតែឃើញនេះទេបងប្អូនឃើញនៅក្នុងរីសតដំណាក់ដំរីនៅនឹងជើងភ្នំគិរីរម្យបាទនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺទើបតែឃើញប៉ុន្តែក៏លោមានកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់បានដាំហើយតែខ្ញុំមិនទាន់បានទៅដល់មិនទាន់បានទៅឃើញអញ្ចឹងណាបើបងប្អូនធ្លាប់ឃើញជួយប្រាប់ផងតែសូមបញ្ជាក់ជូនថាមិនមែនប្រេងខ្យល់មិនមែនអាកាសាទេគឺជាដើមអិនតនុឬក៏ហៅថាដើម7ពណ៌ដែលមានសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតគោលបំណងនៃការផ្តិតយកទិដ្ឋភាពនេះចង់បង្ហាញជូនឲ្យបងប្អូនបានឃើញថាសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់ស្គាល់ដើមនឹងពីមុនមកនៅបរទេសនៅអីចង់បញ្ជាក់ជូនថាឥឡូវនេះក៏ឃើញមានវត្តមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដែរហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនដែលបានដឹងបន្ថែមច្រើនទៀតបងប្អូនជួយបន្ថែមជាចំណេះដឹងមកដើម្បីជាការចែកម្លែកថាដើមនឹងគេយកធ្វើអីធ្វើអីអញ្ចឹងទៅវាមានឈ្មោះអីសម្បូរនៅប្រទេសណាអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអាចជួយបាទខមមិនប្រាប់បន្ថែមតែគាត់ថាដើមនេះគឺពិតជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមរយៈរំដួល TV បងប្អូនចង់ឃើញដើមនឹងមកភូមិដំណាក់ដំរីមករីសតភូមិដំណាក់ដំរីមកជិតនឹងកន្លែងស្រះចិញ្ចឹមបកងនឹងទៅឃើញដើមនឹងឯដែលខ្ញុំឃើញតែចៃដន់ដែរទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលចាស់ឃើញនៅមាននៅស្រុកខ្មែរដែរតែធ្លាប់តែឃើញនៅបរទេសហ៎បងប្អូនអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការតាមដានទស្សនាអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការផលិតវីដេអូអរគុណដល់ផលិតផលទឹកជិនសិនម៉ាក់អ៊ីអ៊ីបងប្អូនដែលមានបញ្ហាសុខភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងឬក៏អាសាកោះខ្យល់ហើយហត់អស់កម្លាំងមានឪពុកម្ដាយចាស់ចាស់ដែលគាត់កំពុងតែប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពឲ្យគាត់ពិសារនៅផលិតផលទឹកជិនសិនម៉ាក់អ៊ីអ៊ីជាផលិតផលសុទ្ធរបស់ប្រទេសកូរ៉េនាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន EEW 9បងប្អូនអាចរកទិញបានគ្រប់ដំណាងចាយចាយឬក៏តាក់ទងទៅកាន់ Page EE Black 9ដែលមានសញ្ញា Tick Pro Q ជាសម្គាល់ជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាខណៈនេះខ្ញុំបាទភក្ត្រាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា